Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28. Kẻ ác chạy trốn, dầu không ai đuổi theo, nhưng người công bình mảnh dõng như một sư tử. Tại vì xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều, nhưng nhờ người thông sáng có trí hiểu biết, sự vững vàng của nước sẽ còn lâu dài. Người nghèo hiếp kẻ khó khăn, khác nào trận mưa quét sạch thực vật. Kẻ bỏ luật pháp, ngợi khen kẻ ác, còn người giữ luật pháp chiến đấu cùng chúng nó. Kẻ buông mình vào sự ác chẳng hiểu sự công bình, nhưng ai tìm cầu Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vại. Ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan, còn ai kết bạn với kẻ hoang đàn làm hổ ngươi cho cha mình. Kẻ nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làm cho của cải mình thêm lên, tất chứa để dành của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. Người nào xây tai, không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, chính kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào, nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành. Người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan, nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người. Khi người công bình thắng hơn thì có sự vinh hiển lớn, còn lúc kẻ gian ác dấy lên thì người ta đều đi ẩn trốn. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay, còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn. Một vua gian ác cai trị dân nghèo khổ, khác nào sư tử gầm hét và gấu đuổi theo mồi. Quan trưởng thiếu trí hiểu cũng hà hiếp người ta nhiều, nhưng người ghét sự hà tiện sẽ được trường thọ. Kẻ mắc tội đổ huyết của người nào sẽ trốn đến mồ mả, chớ có ai ngăn cản nó. Ai ăn ở cách ngay thẳng sẽ được cứu rỗi, còn ai đi theo hai lối cách cong vại sẽ sa vào một trong hai lối ấy. Kẻ nào cày ruộng mình sẽ ăn bánh no nê, còn ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèo khổ. Người thành thật sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Tây vị người lấy làm chẳng tốt, dầu vì một miếng bánh người cũng phạm tội. Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của cải, chẳng biết rằng sự thiếu thốn sẽ lâm vào mình nó. Ai quở trách người nào, về sau sẽ được ơn hơn là kẻ lấy lưỡi mà vua nịnh. Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ mình và nói rằng chẳng phải là phạm tội đâu, kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá phách. Người nào có lòng kiêu ngạo, dục sự tranh cạnh, nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, còn ai xây mắc khỏi đi, ắt sẽ bị nhiều sự rủa xả. Khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn, nhưng khi chúng nó hư mất đi, người công bình bèn thêm nhiều lên. Chương 29. Người nào bị quở trách thường lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa. Khi người công bình thêm nhiều lên thì dân sự vui mừng, nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên xiết. Người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha mình được vui vẻ, còn kẻ kết bạn với người kỵ nữ phá tan của cải mình. Vua nhờ sự công bình mà làm nước mình vững bền, nhưng ai lãnh của hối lộ hủy hoại nó.
người nào vua nịnh kẻ lân cận mình, giăng lưới trước bước người. Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, nhưng người công bình ca hát mừng rỡ. Người công bình xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ, còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến. Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy, nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận. Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, dầu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được. Kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn, nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống mình. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối, thì các tôi tớ người trở nên gian ác. Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau. Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, ngôi người sẽ được vững bền đời đời. Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. Khi kẻ ác thêm thì tội lỗi cũng thêm, nhưng người công bình sẽ thấy sự sa ngã chúng nó. Hãy sửa phạt con người thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ, nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay. Chẳng phải bởi lời nói mà sửa trị kẻ làm tội, vì dầu nó hiểu biết, nó cũng không vâng theo. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Người nào dung dưỡng kẻ tôi tớ mình từ thuở nhỏ, ngày sau sẽ thấy nó thành con trai của nhà. Người hay giận gây ra điều tranh cạnh, và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Kẻ nào chia phân với tay ăn trộm ghét linh hồn mình, nó nghe lời thề mà không tỏ điều gì ra. Sự sợ loài người gài bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. Nhiều kẻ cầu ơn vua, song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếc cho người công bình, và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác. Thi Thiên 31. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đói đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, song đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực. Các năm tôi suốt kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏn yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi cớ các cừu địch tôi trở nên sự ô nhục. Thật, một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ. Tứ phía có sự kinh khủng.
đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối, tôi nói rằng tôi đã bị trút khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng, bền chí. Chương 17. Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apoloni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ở đó người Giu-đa có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Grec vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia-sôn đã chứa chúng. Chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác là Rê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Grec sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-then rồi trở về, đem lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp. Phao-lô đương đợi 2 người tại thành A-then, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicean cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người, đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói
và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: Hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng: Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phaolô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 18. Rồi đó, Phaolô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin, bởi vì vua Cơlốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phaolô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau, và nghề các người đó là may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Grec. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến thì Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giuđa rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người giũ áo mình mà nói rằng: Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Phaolô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Titiu Justu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bây giờ, Corybu chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa. Lại có nhiều người Corinto từng nghe Phaolô giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Ban đêm, Chúa phán cùng Phaolô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Lúc Galion đang làm quan trấn thủ xứ A Chai, người Giuđa đồng lòng nổi lên nghịch cùng Phaolô và kéo người đến tòa án mà nói rằng: Người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phaolô vừa toan mở miệng trả lời thì Galion nói cùng dân Giuđa rằng: Hỡi người Giuđa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy, ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt sốt then chủ nhà hội đánh đòn trước tòa án, nhưng Galion chẳng lo đến việc đó. Phaolô ở lại thành Corinto ít lâu nữa rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Berisin và Aquila qua xứ Syri
sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Senkere vì người có lời thề nguyện. Kế đó, ba người tới thành Epheso. Phaolô để đồng bạn mình lại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giuđa. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giả các người đó mà rằng: ví Đức Chúa Trời khứng thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi. Rồi người từ thành Epheso mà đi. Khi đổ bộ tại thành Cesare rồi, người đi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, đoạn lại xuống thành Antioch. Người ở đó ít lâu rồi lại đi trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phrygi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Bây giờ có một người Giuđa tên là Apollo, quê tại thành Alexandri, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng dạy và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của dân mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách dạng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người toan sang xứ A Chai thì anh em dục lòng cho và viết thơ gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Chương 19. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng: chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng: phép báp têm của dân. Phaolô bèn nói rằng: dân đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin theo Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạng dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi Asi, hoặc người Giuđa hay là người Grec, đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giuđa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: ta nhân Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giuđa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giuđa và người Grec nào ở tại thành Epheso đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giêsu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp, đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 50.000 đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Các việc đó rồi, Phaolô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ A Chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng: khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai 2 người giúp đỡ mình là Timôthê và Erap sang xứ Macedon.
song chín người còn ở lại trong cõi A-si ít lâu nữa. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo Tin Lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diane, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Epheso thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa rằng tên Phaolô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diane bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Diane của người Epheso. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gaius, Aristarc là người Macedon, bạn đồng đi với Phaolô. Phaolô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Giu-đa xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Giu-đa, thì kêu rập lên ước trong 2 giờ rằng: Lớn thay là nữ thần Diane của người Epheso. Bây giờ có người thơ ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng: Hỡi người Epheso, há có ai chẳng biết thành Epheso là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Diane và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ mặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khác quyết định việc đó trong hội đồng theo phép, vì e cho chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài.
và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.